Giới thiệu quý vị các bạn, hôm nay em về một lô bình rượu Suke cổ Nhật. Nhật cổ. Đấy. Em bảo bao test hàng cực đẹp luôn, từng milimét hoa văn tỉ mỉ. Đấy. Cực đẹp, phù hợp với các bác. Thứ nhất là vừa để trang trí, thứ hai là vừa uống rượu nhâm nhi với các bạn thời xưa. Đấy. Quá tuyệt vời. Em đảm bảo là bình của Nhật là đã rất là lâu rồi, các loại thuộc loại cổ rồi. Đấy. Đẹp từng milimét luôn, hoa văn tỉ mỉ. Đấy. Từng em giới thiệu từng lọ một. Đấy. Đấy, lọ này. Đấy. Hoa văn tỉ mỉ. Đấy. Cực đẹp luôn. Đấy. Bình rượu Suke Nhật cổ. Đẹp từng milimét, hoa văn tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Đấy. Quá đẹp. Đúng là hàng Nhật của các. Đấy. Đấy. Không biết cái sản phẩm này đã có từ rất lâu rồi các bác ạ. Hàng cổ rồi, nó gọi thuộc loại hàng cổ rồi. Đấy, không phải hàng mới. Quá đẹp luôn. Hoa văn đẹp tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Đấy. Cậu bé nhà tôi nó cũng rất là thích. Đấy, cháu chỉ thích đập thôi. Đấy. Đẹp từng chi tiết nhỏ. Bình rượu Suke Nhật cổ. Đấy. Bác nào có đam mê trang trí hoặc là thưởng thức bình rượu bằng cái bình rượu này thì alo em qua số điện thoại là 0968052613. Đấy, em đã ship, đảm bảo ship hàng giao toàn quốc. Đấy. Quá đẹp. Đấy. Nhật cổ. Đẹp từng milimét. Quá đẹp các bác ạ. Đấy. Quá đẹp. Từng đường vân, từng nét chỉ bút. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, úi giời các bạn nhìn này. Quá đẹp luôn. Đấy. Đẹp từng chi tiết nhỏ luôn. Đấy, khắc được chạm khắc như nên men. Đúng là cái lực men của Nhật quá tuyệt vời luôn. Gốm sứ Nhật đúng là đẳng cấp. Hàng cổ các bác nhé. Bình nào cũng quá là tuyệt. Cái bình chỉ uống rượu có nhất thiết đẹp như này không các bác nhỉ? Bác nào kết thì alo trực tiếp em nhá. Đấy, thích bình nào thì alo em bình đấy. Bình nào cũng đẹp.